Với phương pháp này, trẻ không cần phải có kỹ năng về đàn hát, cũng không cần biết ký xướng âm hay thanh nhạc. Âm nhạc phù hợp không chỉ giúp các em phát triển tốt về năng lực giao tiếp, mà còn làm giảm căng thẳng, khó chịu do sự tác động của những loại âm thanh khác, hạn chế tối đa hành vi bất bình thường của trẻ. Cái phương pháp trị liệu bằng âm nhạc này á, thì nó không phải là chỉ dành cho trẻ tự kỷ. Hay nói đúng hơn, trẻ tự kỷ nó chỉ là một phần trong đó. Còn có thể phương pháp này người ta dùng cho cả rối loạn về tâm lý, những bệnh nhân về tâm thần. Nó mang tính cách giúp cho những người bệnh nhân đó phát triển. Những bé như là nó cảm giác nó rất là hiếu động, hoặc là những bé rất là cảm thấy chạy nhảy, thì những bé đó sẽ sau khi học quá trình á, thì nó sẽ có sự điềm tĩnh hơn, cũng như là có sự lắng nghe người khác nói, hoặc là lắng nghe giáo viên của mình nói hơn. Còn những bé cảm thấy nó im lặng thì bé rất là tự tin hơn về cái khả năng của bé khi mà chơi nhạc cụ. Biết chơi nhạc cụ thì các bé sẽ giúp cho bé hòa đồng hơn. Có hai phương pháp trị liệu bằng âm nhạc dành cho hai nhóm trẻ đặc biệt. Với trẻ tự kỷ nhưng có khả năng tương tác ngôn ngữ thì thầy và trò sẽ trao đổi ca hát để bày tỏ cảm xúc. Trong khi đó, nếu trẻ chưa có ngôn ngữ hay không có khả năng tương tác, giáo viên sẽ dùng các nhạc cụ đơn giản như trống gõ, lục lạc để giúp trẻ bắt nhịp bài hát.